Xin kính chào quý vị khán giả, tôi đang có mặt tại trường Đại học Luật Hà Nội, một ngôi trường được biết đến với rất nhiều những kiến thức pháp luật chuyên sâu, những cuốn sách dày, những kỳ thi khó. Và đây cũng là nơi mà một cô gái mắc chứng bại não đã tốt nghiệp đại học trong những ngày vừa qua, truyền đi rất nhiều những nguồn cảm hứng tích cực cho những người trẻ. Và tôi có hẹn gặp cô ấy ở bên trong kia đấy ạ. Nguyễn Mai Anh, cô gái mắc chứng bại não được biết đến với câu chuyện về nghị lực phi thường để thi đỗ vào trường Đại học Luật Hà Nội. Bức ảnh thầy hiệu trưởng dắt tay em lên sân khấu trong những ngày vừa qua là bức ảnh được chụp trong lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa 44 hệ đại học chính quy của trường. Hình ảnh người thầy trìu mến, nhẹ nhàng giúp đỡ cô sinh viên những bước đi trên sân khấu để nhận tấm bằng đã nhận về hàng ngàn bình luận tích cực từ mọi người. Và thưa quý vị, tôi đã được ngồi cùng với Mai Anh trong một không gian rất là quen thuộc với em. Đây là thư viện của Đại học Luật Hà Nội và chào mừng Mai Anh đã đến với cuộc trò chuyện của Chuyển động 24 giờ. Xin chào anh và xin chào các khán giả của Chuyển động 24 giờ. Đầu tiên là phải chúc mừng Mai Anh với một hành trình rất là đẹp của thời sinh viên và kết thúc lại với một khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Anh muốn hỏi về khoảnh khắc này. Cái khoảnh khắc này là có vẻ khoảnh khắc mà nằm trong kịch bản hay là có chuẩn bị trước gì không? Trước tiên thì em muốn nói là cái khoảnh khắc này em cũng cảm thấy rất là bất ngờ và đây là hoàn toàn tự nhiên thôi. Tại vì trước đó thật ra thì em không định tham gia buổi lễ tốt nghiệp này do cái hạn chế trong khả năng di chuyển đó và cái địa điểm nó cũng khá là khó khăn. Cái áo dài thì rất là dài và em phải vừa đi em vừa giữ cái tà áo đó. Thầy đã nhìn thấy và rất là tự nhiên thôi chứ không có cái gì để mình biết trước cả. Em cảm thấy là rất nhiều người đã ở dưới kia đang nhìn vào mình đấy, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và cái khoảnh khắc này cho dù có được ghi lại hay không thì mình cũng là người mà trực tiếp được trải nghiệm cái cảm giác ấy thì rất là hãnh diện. Anh nghĩ là đối với mỗi bạn sinh viên ấy, cái khoảnh khắc mà được nhận bằng tốt nghiệp, đứng trên sân khấu rồi chụp ảnh, nó là một khoảnh khắc rất là thiêng liêng để mà mọi người có thể nhìn lại cái hành trình học tập trong thời sinh viên của mình. Với Mai Anh thì hành trình 4 năm đại học của em như thế nào? Em khá là bất ngờ khi mà bắt đầu lên đại học thì môi trường khá là cởi mở và em được mọi người giúp đỡ rất là nhiều. Cũng rất là may mắn khi mà thầy cô giáo giảng dạy thì rất là tạo điều kiện cho em về mặt ví dụ em sẽ không phải đi điểm danh chẳng hạn vì là chạy không theo kịp, hoặc là có một lần em nhớ là hồi năm nhất thì có 2 tiết là học lý luận và học hiến pháp. Hiến pháp thì sẽ là trên nhà D thì nó là một cái hội trường rộng nhưng mà nó cũng dốc xong lại phải chạy về nhà ca để còn học nữa, nó vừa nóng nó vừa mệt nó lại còn vừa chen chúc. Chuyện đi lại thì cũng là một thứ rất là khó khăn. Vậy thì cái khó nhất trong quãng thời gian 4 năm sinh viên đại học Luật thì là cái gì? Có lẽ là khó khăn nhất là cái khoảng thời gian mới vào đại học đó thì phải tập quen với môi trường mới và những người bạn mới. 3 tháng đầu em ngày nào em cũng khóc. Em trêu mẹ em là em cứ như Mỹ, ngày nào cũng khóc, cứ về đêm là lại nhớ gia đình, nhớ em các thứ mà cảm giác là mình vẫn chưa sẵn sàng để làm quen với những người mới. Thế làm sao để em vượt qua được cái cảm xúc đấy? Suy nghĩ về lâu về dài thì mình vẫn phải gọi là cố gắng để thay đổi, để kết giao với những mối quan hệ mới và còn giúp ích cho mình trong quá trình học tập, trong quá trình di chuyển nữa. Và không thể là cứ ngồi, nếu mà cứ ngồi khóc ở đấy thì mọi chuyện cũng không thay đổi được. Để vượt qua mọi khó khăn, Mai Anh luôn có gia đình ở phía sau, bởi để có được ngày hôm nay là cả một hành trình dài trước đó. Cái áp lực từ cái quan niệm dân gian ấy, tức là người ta cũng đôi khi người ta cũng cho rằng là cha mẹ hay là đời trước đời sau ăn ở như thế nào cho nên là đời con nó mới như thế. Cái định kiến và nó rất thiếu cơ sở khoa học. Các con sinh non sau 13 tháng thì Trúc Anh biết đi, thế còn Mai Anh thì vẫn chưa biết đi. Bác sĩ kết luận là cháu bị bại não thể co cứng. Cái điều tàn nhẫn với một cặp sinh đôi đấy là khi mà so sánh hai chị em với nhau. Em thì may mắn có được một cơ thể lành lặn, một trí tuệ lành lặn, thế nên là khi mà đi cùng chị em lúc đấy mọi người cũng sẽ so sánh lại: ôi con em mày nhanh nhẹn như thế này, mày ăn hết phần của chị mày chậm như thế này thì học trường nghề thôi. Em thi đại học năm 2019 và tổng số điểm em đạt được của 3 môn là 26,5 điểm. Giống như là sự bùng nổ đấy là khi mà chúng em nhận được cái thông báo rằng là hai đứa đỗ trường đại học hết rồi, hai đứa đều đỗ nguyện vọng một rồi. Chị có thể làm được, chị có thể làm tốt, chị có thể làm tốt như bao nhiêu người khác. Gia đình đã trở thành một nguồn động lực cho em như thế nào? Gia đình vừa là cái động lực, vừa là cái nguyên nhân khi mà em quyết tâm đi vào đại học. Tại vì là mẹ em thì muốn em có thể học cách cân bằng cảm xúc của mình, thế là muốn em học tâm lý, nhưng mà em lại muốn theo luật. Thế là bắt đầu là có cái sự mâu thuẫn trong mong muốn của hai bên. Tức là đã từng có gọi là một chút cái đấu tranh gì đó với gia đình đấy. Em quyết định khác thì mẹ em cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ trăn trở, nhưng bản thân em thì ok, mình nhất định là mình quyết định rồi thì cố gắng thôi, đừng có để lời nói đã nói ra và không thực hiện được. Cho đến bây giờ thì em được công nhận là người sáng suốt nhất trong gia đình. Là sáng suốt nhất trong gia đình. Thế thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà em lại quyết tâm lựa chọn trường luật đến như thế? Ngày xưa thật ra là khi mà em bắt đầu nhận thức rằng là bản thân mình khác với những người khác, pháp luật vẫn là một cái lựa chọn đưa cho đối phương của mình biết rằng là mình có hiểu biết về cái lĩnh vực đó đó. Hãy cẩn thận. Tức là để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người xung quanh luôn. Và bây giờ thì để thay đổi không khí cho cuộc trò chuyện một chút thì anh sẽ có một vài câu hỏi hỏi nhanh đáp gọn. Với Mai Anh, em sẵn sàng không? Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Môn học nào là khó nhất ở trong trường? Môn triết học, nó rất là trừu tượng. Ví dụ sẽ có một cái khái niệm nó gọi là phủ định biện chứng. Nó vẫn sẽ phát triển từ những cái cũ nhưng mà nó có cái sự tồn tại của cái mới. Nghe nó rất là triết học và bình thường. Em có phải thi lại môn triết học lần nào không? Không. Đã bao giờ phải học lại chưa? Chưa phải học lại. Tuyệt vời. Môn học mà tự tin nhất, điểm cao nhất là môn gì? Môn đấy thì chắc là thiên về tâm lý học tư pháp này, tâm lý học đại cương này, tâm lý học tội phạm. Câu hỏi cuối cùng, đã từng có mối tình nào thời sinh viên chưa? Không. Không có mối tình nào cả. Tức là em vẫn đang còn ế đây này. Ế thì không phải, mình lựa chọn độc thân đâu. Ế thì không phải nhưng mà mình lựa chọn độc thân. Cảm ơn em. Anh được biết là Mai Anh thì bên cạnh công việc học tập của mình thì em còn tham gia rất là nhiều những hoạt động khác nữa ở bên ngoài trường. Ví dụ như là những cái hoạt động mà hướng tới các bạn nhỏ khuyết tật. Em tham gia làm việc tại Hội gia đình trẻ bại não Việt Nam ấy. Tháng 4 vừa rồi đó thì có tổ chức một cái ngày hội thể thao thân thiện dành cho các trẻ tự kỷ và Down để gọi là gắn kết giữa các gia đình với nhau. Với em khi mà tham gia những hoạt động đấy thì mình có cảm nhận được nhiều những cái sự đồng cảm với những em nhỏ ở đấy không? Em cũng cảm thấy là xúc động ấy. Các em thì thường là sẽ phải đi xe lăn hoặc là cái xe đẩy, không có khả năng di chuyển. Mình cảm thấy là cần phải trân trọng cái cuộc sống của mình nhiều hơn, thay vì tự ti về những điều trước đây mình cũng không được may mắn lắm. Khi mà ai cũng muốn là người bình thường, tuy nhiên là mình có thể vẫn còn được người thương đó. Mọi người cũng rất là chờ đợi em với những hành trình tương lai. Thời điểm này thì xin phép được bật mí ngay với quý vị là Mai Anh ngay trước khi chuẩn bị ra trường thì bạn đã có một công việc. Công việc của em bây giờ thì em đang thực tập tại một văn phòng luật sư và cái mảng của em được tiếp cận đó là liên quan nhiều đến doanh nghiệp. Định hướng tương lai của em vẫn luôn là mình biết nhiều lĩnh vực thì càng tốt. Như vậy là chúng ta sẽ chính thức chờ đợi được gặp gỡ một cô luật sư Mai Anh trong khoảng 2 năm nữa thưa quý vị. Và Chuyển động 24 giờ xin được trân trọng dành tặng em bức tranh này, một bức tranh về một cái khoảnh khắc anh tin là nó sẽ trở thành một cái động lực rất là lớn cho em trong tương lai. Cảm ơn Mai Anh với cuộc trò chuyện ngày hôm nay.